Tốt các biện pháp tránh thai cho mẹ sau sinh. Ngay sau sinh 6 tuần, mẹ đã có khả năng thụ thai trở lại. Chính vì vậy, ba mẹ cần lưu ý lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, an toàn và hiệu quả. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và bé. Hôm nay, Mambi sẽ giới thiệu một số biện pháp tránh thai sau sinh để ba mẹ cùng tham khảo nhé. 1. Thời điểm quan hệ vợ chồng sau sinh. Sau khi mẹ sinh mổ hay sinh thường thì thời điểm quan hệ vợ chồng vẫn là sau 6 tuần, hết thời kỳ hậu sản. 2. Thời điểm dùng các biện pháp tránh thai sau sinh. Khi đã quan hệ trở lại, ba mẹ nên áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp ngay cả khi chưa có kinh nguyệt. Thời điểm dùng các biện pháp tránh thai sau sinh phụ thuộc vào cách người phụ nữ nuôi con. Nếu trẻ không bú mẹ hoàn toàn thì kinh nguyệt của mẹ sẽ trở lại trong khoảng 6 tuần đến 3 tháng. Nếu quan hệ sau sinh, phụ nữ có thể mang thai 2 tuần trước khi kinh nguyệt trở lại. Do đó các biện pháp tránh thai sau sinh nên được sử dụng từ 3 tới 4 tuần sau khi bé chào đời. Phụ nữ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì khả năng mang thai khá thấp trong giai đoạn 6 tháng đầu sau sinh. Vì khi bé bú mẹ càng nhiều thì lượng hormone kích thích sản xuất sữa càng tăng, làm ngăn chặn hoạt động của hormone gây rụng trứng. Do đó nếu giảm số lần hoặc ngừng hẳn việc cho con bú thì sẽ có nguy cơ thụ thai khi quan hệ. 3. Các biện pháp tránh thai sau sinh. 1. Que cấy ngừa thai. Que cấy ngừa thai có thể được cấy dưới da ngay sau khi bạn sinh con, mức hữu hiệu hơn 99,9% trong việc ngừa thai. 2. Vòng tránh thai. Mẹ chỉ sử dụng biện pháp tránh thai này ít nhất 4 tuần sau sinh. Có 2 loại vòng tránh thai. Loại chứa đồng có thời hạn sử dụng trên 10 năm. Loại chứa tiết tố progestin có thời hạn sử dụng từ 3 tới 5 năm. Cả hai loại đều cho tác dụng nhanh chóng, có mức hiệu quả từ 99,2 tới 99,8% trong việc ngừa thai và dễ lấy ra bởi bác sĩ nếu có vấn đề gì hoặc muốn sinh thêm bé nữa. 3. Thuốc tiêm tránh thai. Có thể bắt đầu dùng thuốc tiêm tránh thai ngay sau khi sinh con, chỉ có một lượng rất nhỏ thuốc đi qua sữa mẹ và không ảnh hưởng đến bé cũng như chất lượng sữa của mẹ, mức hữu hiệu từ 94 tới 99,8% trong việc ngừa thai. 4. Thuốc uống ngừa thai chỉ chứa progestin. Có thể bắt đầu uống thuốc ngừa thai chỉ chứa progestin ngay sau sinh, mức hữu hiệu từ 91 tới 99,7%. 5. Bao cao su. Đây là phương pháp được sử dụng khi bắt đầu có quan hệ tình dục trở lại. Ngoài giúp ngừa thai, bao cao su còn có tác dụng bảo vệ, ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Hiện nay có cả bao cao su cho nữ giới nên chị em có thể chủ động sử dụng khi cần, mức hữu hiệu từ 79 tới 82% trong việc ngừa thai. 6. Kế hoạch hóa gia đình tự nhiên. Đây là phương pháp theo dõi các biến đổi cơ thể trong chu kỳ kinh nguyệt của mẹ. Phương pháp này có thể hữu hiệu lên đến 99% nhưng cũng có thể xuống thấp khoảng 76% tùy cách mẹ thực hiện và phương pháp được chọn. Do đó cần sự tư vấn từ một chuyên gia nếu mẹ chọn phương pháp này để ngừa thai sau sinh. 7. Triệt sản. Đây là phương pháp phẫu thuật và vĩnh viễn để ngừa thai, mức hữu hiệu hơn 99% trong việc ngừa thai. Phương pháp này có thể là thắt ống dẫn trứng ở mẹ hoặc là thắt ống dẫn tinh ở ba. Tuy nhiên, việc thắt ống dẫn trứng nên thực hiện tốt nhất là sau ít nhất 3 tháng kể từ khi bé chào đời. Việc chăm sóc cho bé có thể làm mẹ căng thẳng và đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để có một quyết định có tính chất vĩnh viễn. 8. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi có quan hệ tình dục không bảo vệ, hãy dùng thuốc tránh thai khẩn cấp ngay khi có thể trong vòng 120 giờ. Mức hữu hiệu lên đến 85% trong việc ngừa thai. Mức hữu hiệu này còn tùy thuộc vào thời điểm mẹ dùng thuốc sớm ra sao. Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel là lựa chọn không gây hại cho trẻ đang bú mẹ do chỉ có một lượng rất nhỏ levonorgestrel vào sữa mẹ. Khi mẹ sử dụng levonorgestrel như biện pháp tránh thai khẩn cấp, có thể cho con bú từ 3 tới 4 giờ sau khi dùng thuốc. 9. Cho bú vô kinh. Khi áp dụng biện pháp tránh thai này, mẹ cần thỏa mãn các điều kiện. Trẻ dưới 6 tháng, mẹ chưa từng có kinh trở lại kể từ lúc sinh. Bé được bú mẹ hoàn toàn, không sử dụng thêm sữa công thức và thường xuyên cứ 4 giờ trên cữ ban ngày, 6 giờ trên cữ ban đêm. Tuy nhiên, hiệu quả tránh thai sẽ không cao nếu không đảm bảo các điều kiện trên. Do vậy, cần phối hợp biện pháp tránh thai khác nếu không đảm bảo. 10. Màng chắn tránh thai dành cho mẹ. Khoảng 6 tuần kể từ khi sinh con, có thể bắt đầu dùng màng chắn tránh thai, mức hữu hiệu từ 88-96% trong việc ngừa thai. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam. Việc áp dụng màng chắn tránh thai không là lựa chọn tốt nếu như mẹ có cổ tử cung có hình dạng hoặc vị trí bất thường, hay mẹ không thể cảm nhận được cổ tử cung của mình có được màng chắn bao phủ chính xác hay chưa, mới sinh được 6 tuần hoặc ít hơn, nhạy cảm hoặc dị ứng với thành phần trong chất diệt tinh trùng, đã từng bị hội chứng sốc độc, bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhiều lần, hiện đang bị nhiễm trùng âm đạo. Vậy là Mambi đã giới thiệu đến ba mẹ các biện pháp tránh thai sau sinh.
Cảm ơn ba mẹ đã theo dõi video. Để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích cho cả mẹ và bé, hãy tải ngay ứng dụng Mambi và kết nối trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa thông qua ứng dụng Mambi nhé.